Rồi, ok, xin chào anh em. Valorant chính thức ra mắt vào 6 giờ sáng ngày hôm nay theo giờ của Việt Nam chúng ta là ngày mùng 6 tháng 4 em ạ. Con game này ra mắt bản quốc tế thì cũng lâu rồi và hôm nay đã chính thức ra mắt server của Việt Nam. Kèm theo đó là ngôn ngữ Việt Nam cực kỳ xịn sò luôn. Và trong cái video ngày hôm nay thì kênh Review Game sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh em cách cài đặt tải cái tựa game này. Đó, để mà chơi cái tựa game này một cách ngon lành cành đào nhất. Kèm theo đó luôn cả có tiếng Việt nữa anh em ạ. Chỉnh hướng dẫn cho anh em chỉnh tiếng Việt luôn. Rồi, đầu tiên là anh em hãy mở cái trình duyệt web của anh em trên PC. Sau đó tìm cho mình đó là Valorant. Valorant anh em ạ. Valorant đây. Valorant này, .com gạch chéo VI gạch ngang VN. Sau đó thì click vào đó và nó sẽ tự động chuyển anh em đến cái website của cái tựa game này. Sau đó thì nó sẽ hiện ra cái giao diện của tựa game Valorant bản Việt Nam của chúng ta. Và ở đây nó sẽ có cái từ đó là chơi ngay luôn anh em ạ. Chơi ngay luôn. Anh em chọn chơi ngay cũng được, anh em chọn chơi miễn phí cũng rất là ok. Còn nếu mà khi mà anh em truy cập vào cái website đó mà nó không hiện ra Việt Nam của chúng ta ấy, với cái bản website của Việt Nam chúng ta, thì anh em click vào phần icon quả cầu này, sau đó thì kéo xuống dưới và chọn cho mình tiếng Việt nha. Ok, sau đó thì click vào phần chơi miễn phí cho mình. Ở đây nó sẽ có cái phần đó là tôi chưa có tài khoản Riot Game, thì anh em chỉ cần tạo ngay thôi. Và tạo ngay thì nó tạo rất là đơn giản nha, với cái Riot của Việt Nam của chúng ta đấy, tạo cực kỳ đơn giản và dễ dàng các bạn. Còn ở đây thì mình đã có cái tài khoản Riot Game rồi, nên mình sẽ đăng xuất ra trước nha. Mình đã đăng nhập trước đó và tải trước đó rồi. Thì chúng ta chỉ cần bỏ ra và quay trở lại về website Valorant Việt Nam. Click chơi ngay này, nó sẽ có cái phần tạo mới, thì anh em chỉ cần tạo tài khoản nhá. Tạo tài khoản Riot Game rất là đơn giản. Trong kênh của mình nó có video hướng dẫn tạo tài khoản Riot Game rồi. Tạo tài khoản Riot Game với cái bản Việt Nam chúng ta thì không cần phải chuyển vùng hay là fake IP đâu. Không cần phải fake IP với Hola đâu nhá. Tạo luôn cho nó máu. Còn đăng nhập thì nếu mà đã có tài khoản Riot Game rồi thì anh em chỉ cần click vào đăng nhập cho mình. Thì mình sẽ đăng nhập cái tài khoản Riot Game của mình vào đây. Rồi, ok, mình vừa đăng nhập cái tài khoản Riot Game của mình vào đây và ấn cái từ tải về cho mình nhá. Đăng nhập phát nó cho tải về luôn. Sau đó thì anh em hãy lưu cái file .exe ở cái ổ nào mà anh em cảm thấy nó ok nhất. Dung lượng của nó thì khoảng tầm 60 mấy MB thôi, rất là nhanh và đơn giản. Sau đó thì anh em tắt cái trình duyệt web của anh em đi. Quay trở lại với cái phần mềm đấy, Valorant mà anh em vừa tải trước đó với cái đuôi AIE. Sau đó thì anh em chỉ cần click vào chuột phải chọn Open cho mình nhé. Chọn Open cho mình. Nếu mà nó cài đặt luôn thì rất là ngon. Còn không, nếu mà nó không cài đặt, nó không hiện cái quần què gì ấy, thì anh em click chuột phải chọn cho mình đó là Run as Admin Writer. Đấy, sau đó thì ấn hoặc không thì anh em chọn Open cho mình nhé. Ấn Yes cho mình. Ok. Và nó sẽ hiện ra một cái client giúp anh em có thể là lựa chọn cái ổ mà anh em cài đặt. Còn nếu mà anh em muốn cài ổ C, thường cài game ổ C nó rất là mượt, nhất là đối với những cái ổ nào mà ổ C nào mà nó là cái ổ SSD ấy. Còn cái ổ HDD thì nó hơi chậm một tẹo, còn ổ SSD anh em cài lên nó chơi rất là mượt. Còn không thì anh em hãy lựa chọn đó là Earthvan để mà điều chỉnh cái ổ mà anh em muốn cài đặt cái tựa game này. Thì mình sẽ cài đặt ở cái ổ F đi, sau đó thì ấn OK. Và nó sẽ tự động tạo ra một cái folder với cái tên đó là Riot Game. Sau đó thì anh em ấn click chọn cho mình cái từ install. Sau khi mà anh em đã cài đặt thành công ấy, tựa game đó ấy, thì anh em sẽ mở open cái tựa game Valorant của chúng ta lên. Và ở đây thì nó sẽ hiện ra cái giao diện như này nhá. Giao diện này khi mà chúng ta đã tải xong toàn bộ cái data của nó rồi, mở game lên, khi mà cài đặt thành công game, mở game lên thì nó sẽ bắt anh em tải khoảng tầm 7 hay là 8 GB rồi nó dung lượng nữa. Đấy là còn tùy vào cái mạng của anh em nhá. Mạng của anh em nhanh thì tải game rất là nhanh, còn mạng của anh em chậm thì nó tải hơi bị chậm một tẹo. Đấy. Đây, tiếng Việt của nó đã có sẵn rồi nhá. Tiếng Việt của nó đã có sẵn tại vì sao? Tại vì là mình vừa chuyển sang tiếng Việt. Còn nếu mà không có tiếng Việt ấy, anh em tải cái bản của Việt Nam về, đăng nhập cái tài khoản của Việt Nam về mà lại không có tiếng Việt thì anh em click vào cái phần icon setting ở đây này. Sau đó thì anh em lựa chọn đó là cái ngôn ngữ, thì anh em sẽ kéo xuống dưới và nó sẽ có cái ngôn ngữ tiếng Việt rồi. Đấy, anh em click vào đó thì nó sẽ tự động chuyển sang tiếng Việt cho anh em nhé. Khi mà chúng ta sử dụng cái tài khoản bản quốc tế mà anh em đăng nhập vào cái tựa game này thì mình nghĩ là nó cũng sẽ chuyển về Việt Nam giống như cái tựa game tốc chiến ấy, tự động chuyển về Việt Nam nhé. Còn nếu mà anh em không muốn chơi bản Việt Nam mà anh em vẫn muốn chơi bản quốc tế thì anh em đừng nên đăng nhập cái tài khoản mà anh em chơi bản quốc tế, thì nó sẽ chuyển về Việt Nam và cái bản quốc tế chúng ta sẽ không chơi được. Nếu mà chơi bản Việt Nam thì mình nghĩ là anh em nên tạo một cái tài khoản mới nhé. Tạo một cái tài khoản mới đi. Còn cái bản quốc tế cứ để đó, khi nào mà chơi bản quốc tế cũng được. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ trải nghiệm cái tựa game này nhá. Cái Việt Nam number 1 này là cái tài khoản mà bản quốc tế trước đó mình chơi ở bản bên Singapore, thì bây giờ thì mình sẽ phải đổi cái thằng cái tài khoản Việt Nam của mình. Rồi, ok, và mình đã đăng nhập các tài khoản của VNG. Bản quốc tế của nó thì nó sẽ không hiện cái logo của VNG mà nó sẽ hiện mỗi cái Riot Game thôi.
Sau đó thì click vào chơi cái tựa game này. Anh em click nhớ chọn cái phần cập nhật tài khoản nha, thì nó sẽ chuyển sang cái trình duyệt web của anh em. Và anh em phải điền thông tin các thứ, chứng minh nhân dân các thứ vào thì mới chơi được cái tựa game này. Đây là đối với cái tài khoản mà anh em chưa thêm thông tin. Còn cái tài khoản mà anh em thêm thông tin trước đó rồi thì không cần nữa nha. Sau khi mà anh em thêm thông tin thành công thì nó sẽ hiện cái phần đó là đăng nhập tài khoản Client của Riot Game. Và ở đây thì chúng ta sẽ chơi được luôn nha. Click vào chơi thôi. Tắt cái trình duyệt web của anh em đi. Sau đó thì chờ game vào và triển game này thôi. Trước đó thì cái tựa game này, cái đợt mà nó ra mắt bản toàn cầu thì nó cũng có cái ngôn ngữ tiếng Việt, nhưng mà chắc là do VNG yêu cầu là phải xóa cái ngôn ngữ tiếng Việt đi để mà tập trung vào chơi bản Việt Nam của chúng ta. Thì Riot Game đã xóa cái ngôn ngữ tiếng Việt đi và chúng ta bây giờ mới có thể chơi cái tựa game này. Vãi trưởng, cái logo của VNG sẽ lại có cái nền trắng thế này. Chưa kịp làm à? Còn nghiên cái nền trắng này, anh em phải bỏ cái nền trắng để mỗi logo nhìn nó xịn hơn. Và nó thêm cái chữ đó là 18 cộng. Rồi, chúng ta sẽ vào đây và nó sẽ hướng dẫn một chui đôi chút cái phần cơ bản tân thủ em nhé. Có tiếng Việt thì chúng ta thì nó chơi dễ hơn, nhưng mà thực ra thì mình chơi quen tiếng Anh rồi. Bây giờ chơi tiếng Việt nó cứ thấy quần què nào anh em ạ. Rồi, chúng ta đã có phần giao diện. Sử dụng WASD để mà di chuyển vào cái khu vực đánh dấu này, sau đó thì nhảy qua này. Sau đó thì can trôn trái để mà ngồi xuống này. Sau đó thì nhặt súng này. Sau đó thì chúng ta sẽ ra đây và bắn. À đâu, bắn mấy cái... đây, cái này. Đó. Bắn. Ok, sau đó bắn. Nhặt súng. Rồi. Chúng ta sẽ đi vào cái khu vực này và bắn tiếp. Mình sẽ chỉ cho anh em bắn nó nhanh nhá. Bắn này. Bắn này. Ở đây có một thằng nữa. Bắn này. Mình vừa chơi hướng dẫn hôm qua hôm kia xong. Ok, chúng ta sẽ có một người ở đây, can trôn trái. Hay là can trôn trái này để mình đi không có tiếng này. Bắn là không nghe thấy gì. Sau đó thì ấn B. Mua súng này. Hay là mua súng này đi. Ok. Sau đó thì di chuyển và tiếp tục bắn. Bắn, bắn, bắn. Bắn, bắn, bắn này. Bắn, 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 bắn. Ok. Bắn tiếp. Độ nhạy chuột 1. Vào khu vực này. Hãy làm cái này là nhanh anh em ạ. Chứ còn đi mà đọc từng cái hướng dẫn một thì mệt lắm. Bắn này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắn với mấy cái con máy nó ở xa xa với nó ở gần gần một tẹo. Đâu? Đây, đây. Bắn này. Sau đó thì bắn này. Nhanh thế. Nhanh thế, ai chơi lại. Rồi, đan rồi. Ra chỗ này thôi anh em. Mùng 6 tháng 4. Bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng cái loot E bắn vào đây. Sau đó thì chờ nó tìm thấy người và chúng ta sẽ bắt đầu bắn. Chúng ta sẽ bắt đầu bắn này. Nhặt bom này. Sau đó thì di chuyển vào đây này. Sau đó thì lại đây đặt bom. Ấn số 4. Sau đó thì rút vào đây. Sau đó cầm súng lên. Vậy là có thanh niên rút đầu ở đây bắn, bật gỡ bom từ bao giờ ấy anh em ạ. Mình không để ý. Các bạn, mình đang tắt chuông đi. Rồi, ok, và chúng ta đã chiến thắng cái hướng dẫn cơ bản, hướng dẫn tân thủ đầu. Rồi, ok, và đó là toàn bộ cái video ngày hôm nay nha. Video hướng dẫn anh em cách tải và cài đặt cái tựa game này với cái ngôn ngữ tiếng Việt với cái bản của VNG mới chính thức ra mắt vào 6 giờ sáng ngày hôm nay, ngày mùng 6 tháng 4. Sau khi mà anh em xong video này, nếu mà thấy video của mình có hay và hữu ích, đừng quên like, share và đăng ký kênh giúp mình nha. Sau cái video này thì có những cái video hướng dẫn anh em khác để mà giúp anh em có thể là chơi cái tựa game này tốt hơn. Ví dụ như là hướng dẫn chỉnh tâm này, ví dụ như là hướng dẫn chơi cái tựa game này nha. Ok, rất là cảm ơn anh em đã xem đến cuối video. Xin chào và hẹn lại anh em vào các cái video tiếp theo của tựa game này nha. Bye bye.